Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thầy sẽ thực hiện một video hướng dẫn mọi người một trong những kiến thức vô cùng trọng tâm trong tiếng Anh, là một cái câu trả lời cho một cái sự thắc mắc khá là phổ biến của những bạn học tiếng Anh. Đó là khi em mất cơ bản thì em nên bắt đầu từ đâu? Thì thưa mọi người là khi chúng ta mất cơ bản thì chúng ta sẽ rất là khó để định hình được rằng là chúng ta nên học cái gì trước và chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào để cho mình có một cái kiến thức trọng tâm vừa vững vàng và đó là nền tảng để cho mình nâng cao về sau. Thì thầy nghĩ rằng là với kinh nghiệm của thầy đã dạy cho rất nhiều bạn mất cơ bản, cũng như là thầy ngày xưa là một cái người cũng là một người mất cái trọng tâm trong tiếng Anh, bắt đầu từ năm nhất là học ngoại thương, là học lại từ số 0, số 1, số 2 của tiếng Anh. Cho nên thành ra là có một cái kinh nghiệm thực tế mà thầy chia sẻ với mọi người là trong trường hợp chúng ta muốn ôn lại tiếng Anh, hay là chúng ta muốn nâng cao, chúng ta muốn vững vàng về cái trọng tâm, cái gốc của tiếng Anh, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ câu. Câu là thành tố đầu tiên cũng là quan trọng nhất trong tiếng Anh mà chúng ta cần phải quan tâm. Chúng ta phải học cấu trúc câu từ đơn giản đến phức tạp. Ví dụ như là trong tiếng Anh, nếu chia theo mệnh đề thì chúng ta sẽ có là 4 loại câu: câu đơn, câu ghép, câu phức và câu ghép phức. Thì chúng ta sẽ học theo cái cấu trúc của những loại câu đó, chúng ta sẽ thấy rằng là tiếng Anh nó rất là hệ thống và nó dễ dàng như là toán học. Nó là đều theo những công thức riêng biệt và nó làm chúng ta dễ hình dung, dễ nhớ và chúng ta áp dụng sẽ rất là chuẩn. Bên cạnh học câu thì mọi người sẽ học thêm cái chất liệu để tạo nên cái ý nghĩa của câu, đó chính là từ vựng. Thì từ vựng cũng là một trong những cái vấn đề nan giải của những người học tiếng Anh. Thì sẵn ở đây thì thầy cũng chia sẻ với mọi người là một phương pháp học từ vựng vô cùng hiệu quả, đó là chúng ta sẽ học qua sự tương tác của những sự vật sự việc hàng ngày. Ví dụ như là chúng ta sẽ học tất cả những cái đồ dùng vật dụng, những cái hoạt động hành động xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, những gì chúng ta mắt chúng ta nhìn thấy, tai chúng ta nghe, và đó là những cái hoạt động mà chúng ta lặp đi lặp lại mỗi ngày. Ví dụ như chúng ta đi ăn cơm thì chúng ta sẽ thấy những cái đồ dùng chén bát dĩa muỗng ở trên bàn ăn, thì ngày nay chúng ta cũng thấy, thì thử đặt câu hỏi xem là chúng ta sẽ gọi nó tiếng Anh là gì. Nói chung là những cái gì tiếng Việt chúng ta hình dung và nói được thì tiếng Anh chúng ta cũng phải biết. Chúng ta phải tập cho mình một thói quen là suy nghĩ bằng tiếng Anh thì chúng ta sẽ cảm thấy là tiếng Anh nó vô cùng đơn giản, và tất nhiên là học bất kỳ kiến thức nào cũng cần thời gian để chúng ta có một cái sự cảm nhận, hiểu sâu và vận dụng nó một cách điều luyện nhất có thể. Thì tiếng Anh cũng như vậy, nếu như mọi người bắt đầu từ cơ bản thì nhớ giúp thầy là học lại từ câu, và trong quá trình học câu thì chúng ta sẽ nâng cao và trau dồi thêm cái phần ngữ pháp. Nhưng mà đừng có học tiếng Anh theo kiểu như là học thuộc và ngồi mua cuốn sách ngữ pháp rồi về mình học từ trang 1 đến trang thứ 100. Nó rất là nhiều và nó làm chúng ta sẽ mệt mỏi. Mọi người học theo phương pháp thầy chỉ, đó chính là chúng ta sẽ học theo cấu trúc câu rất đơn giản, nhẹ nhàng về hệ thống, và sau đó chúng ta sẽ đọc và nói nhiều thì chúng ta sẽ vận dụng những câu đó trong tiếng Anh như thế nào. Thì thầy tin rằng là mọi người sẽ cảm thấy rằng là chúng ta sẽ có cái cơ bản tiếng Anh tương đối vững, và đó cũng chính là nền tảng để mọi người phát triển 4 kỹ năng nghe nói đọc viết. Ok, hy vọng là cái sự chia sẻ của thầy sẽ giúp ích cho mọi người và tạo động lực cho mọi người được tốt hơn. Ok, have fun and enjoy. Thank you.